Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 26 tháng 6 2021, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, trong buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân khóa 10 diễn ra hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ xác định Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các thành phố trong khu vực và thế giới. Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã bầu các chức danh của Hội đồng Nhân dân Thành phố, Ủy ban Nhân dân Thành phố. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm 89 nhân sự và nghị quyết bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân 16 quận. Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng về triển khai thực hiện một cách khẩn trương, cấp bách. Đó là nghị quyết về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch COVID trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết về chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thông qua nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố về quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50, huyện Bình Chánh. Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2021 và một số nghị quyết khác. Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố trong thời gian tới là rất lớn, rất quan trọng. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành địa phương và các đại biểu Hội đồng Nhân dân cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp lần này. Tập trung hoàn tất thủ tục để trình phê chuẩn hồ sơ các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sớm ban hành quy chế hoạt động cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ. Tập trung triển khai các nghị quyết đã thông qua, nâng cao năng lực quản lý điều hành các địa phương đáp ứng yêu cầu công tác, triển khai thực hiện nghị quyết 131 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị, nghị quyết 1111 về sắp xếp các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu nhanh chóng cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã giao phó vào chương trình hành động. Đồng thời, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp với việc tổ chức chính quyền đô thị. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi doanh nghiệp là một pháo đài. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng nhân dân thành phố với truyền thống yêu nước, giàu nghĩa tình và tinh thần vượt khó sẽ tích cực thực hiện các chỉ thị về công tác phòng chống dịch theo quy định, cùng chung tay tạo sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn. Tất cả đoàn kết nhất định sẽ thắng lợi, nhất định sẽ thành công. Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân khóa 10 đã thông qua 7 nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ lùi thời gian thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn sang 0 giờ ngày 1 tháng 10 2021, chậm 3 tháng so với đề xuất ban đầu để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh ảnh hưởng. Liên quan khu đô thị mới Thủ Thiêm, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng thông qua 2 nghị quyết, gồm nghị quyết điều chỉnh bổ sung một số nội dung về chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư với kinh phí bổ sung dự kiến là 1.353 tỷ đồng hoặc bằng căn hộ tái định cư. Kinh phí cân đối từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nghị quyết về bổ sung dự toán thu chi ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 gần 41.400 tỷ đồng thu phát sinh từ nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất, căn hộ, nguồn thu bố trí quỹ nhà tái định cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời bổ sung dự toán chi ngân sách hơn 36.900 tỷ đồng để Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm hoàn trả tạm ứng ngân sách thành phố. Đây sẽ là cơ sở xử lý rốt ráo những vấn đề tồn động theo chỉ đạo kết luận và hướng dẫn của Trung ương để sớm ổn định tình hình, thúc đẩy xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.
Một nghị quyết khác mà người dân thành phố Hồ Chí Minh cũng rất chờ đợi vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, đó chính là gói hỗ trợ an sinh xã hội 886 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, hỗ trợ cho người lao động bị mất việc, ngừng việc do dịch bệnh. Vậy gói hỗ trợ này được triển khai như thế nào, đến những đối tượng nào, thời gian là bao lâu? Phóng viên HTV đã vừa có cuộc trao đổi với ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Thưa ông, gói hỗ trợ 886 tỷ đồng từ ngân sách thành phố do Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua tại kỳ họp thứ nhất này sẽ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố triển khai như thế nào để đến được với các đối tượng thụ hưởng? Khi mà được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua rồi, thì Sở đã tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành một cái công văn chỉ đạo là phân công cụ thể từng sở ngành, quận, huyện, phường, xã để triển khai cái gói này là nhanh nhất, sớm nhất mà tận tay đến từng người dân bị ảnh hưởng một cách công khai, minh bạch mà rõ ràng, mà cũng không trùng lắp. Riêng từng khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân sẽ điều tra thống kê từng trường hợp một. Vậy những người thuộc diện thụ hưởng từ gói hỗ trợ này sẽ cần chuẩn bị những điều gì để nhanh chóng có thể được hưởng gói hỗ trợ thưa ông? Cái thủ tục rất đơn giản. Cái người bị ảnh hưởng chỉ cần kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật, địa chỉ mình ở cũng như cái ngành nghề mình làm bị giảm thu nhập thôi, thì phường xã chi trực tiếp tận tay từng đối tượng. Qua đây thì mặt trận, đoàn thể, nhân dân giám sát sẽ công khai 3 ngày. Đồng tiền đến cho nhanh cho bà con lúc này là bà con đỡ khổ. Vì cái bà con này là ăn nào sáng thì phải lo nào chiều, làm ngày nào ăn ngày nấy. Mà bị ảnh hưởng vậy là không khéo, không đưa tới kịp thời thì bà con sẽ khó khăn. Xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn HTV. Kính thưa quý vị, cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra trực tuyến với 3 điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận 8 và huyện Hóc Môn. Lãnh đạo các ngành các cấp đã tiếp tục đề ra nhiều giải pháp cấp bách để kiểm soát dịch bệnh. Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đạt kết quả nhất định, nhưng tình hình còn diễn biến phức tạp, tuyệt đối không chủ quan. Mặc dù chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân thành phố có tác dụng nhất định, nhưng do diễn biến mới của dịch nên cần xem xét nhiều vấn đề, trong đó cần có giải pháp kiên quyết hơn nữa với hoạt động của chợ truyền thống. Các cái chợ có cấm hay không? Tôi thấy là có lẽ là chúng ta phải kiên quyết hơn nữa, cấm luôn. Và cái kết quả mình áp dụng cái chỉ thị 10 vừa qua đó thì cũng đã có những cái tác dụng nhất định, đã có những cái phát huy kết quả nhất định. Nhưng cái tình hình diễn biến vẫn còn quá phức tạp và cũng có nhiều ý kiến đề nghị áp dụng biện pháp cao hơn. Ngành y tế tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19. Có những trường hợp phản ứng sau tiêm nhưng tất cả đều được theo dõi sát. Hiện giờ tất cả đều ổn định. Khi tổ chức tiêm thì đồng thời cái lực lượng chuẩn bị để cho cái xử lý cái sốc phản vệ này phải xong. Cái thứ hai là phải kiểm soát cho được dòng người, cho được số lượng, cho được cái tour bao nhiêu là phân ra, cái cách thời gian, khoảng cách thời gian bao nhiêu lượt người cho một cái chu kỳ, cho một cái lượt người, cho một cái giai đoạn thời gian. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 1.085.493 mẫu xét nghiệm tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh, thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy thật nhanh công tác truy vết. Tôi đề nghị là thành phố phải hết sức quyết liệt, tận dụng các cái phương tiện công nghệ từ cái khâu mà mã hóa lúc đầu, xét nghiệm, sau đó là khi mà chúng ta ra kết quả là cái số code đó gửi về địa phương, họ chỉ là ráp lại là họ trả thôi. Thực ra cái năng lực xét nghiệm của thành phố mình là bây giờ là không có thiếu. Cái này phải chấn chỉnh ở các cái trung tâm y tế. Khi mà nhận kết quả về, các đồng chí phải ráp và báo ngay kết quả. Trước tình hình cấp bách, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành quận huyện phải đánh giá lại công tác chống dịch, đề ra giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn trong 5 ngày tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá,
tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Dù hơn 600 ca được ghi nhận trong ngày, nhưng chủ yếu là ở các khu cách ly, khu phong tỏa. Để tận dụng thời gian còn lại của lần giãn cách này, từng quận huyện phải ngồi đánh giá lại các khâu giám sát dịch của đơn vị, đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các quận huyện, thành phố Thủ Đức phải đồng loạt tăng cường các đội tuần tra kiểm tra việc thực hiện chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bên cạnh tuyên truyền phải có xử lý, răn đe, xây dựng kế hoạch 300 hộ dân phải có một tổ COVID cộng đồng. Tôi đề nghị là tất cả các ban chỉ đạo các quận huyện cũng như là của các sở ngành các đơn vị phải ngồi lại đánh giá và đề ra những biện pháp quyết liệt coi xem hơn trên cái cơ sở các cái nội dung các giải pháp trong chỉ thị số 10 là cái liều lượng chúng ta thời gian vừa qua triển khai đó và kết quả đạt được trong những ngày vừa qua thế nào, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 và những giải pháp sắp tới. Đến ngày 30 tháng 6, chúng ta còn phải đánh giá lại và xem coi có tiếp tục giãn cách xã hội hay không. Riêng chợ truyền thống phải tính toán nghiên cứu mô hình quận 8 đang áp dụng, hình thức bán luân phiên. Còn chợ đầu mối thì Sở Công Thương yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết về phòng chống dịch. Nếu vi phạm, phải xử lý nghiêm. Mọi phản hồi của người dân liên quan đến COVID-19 phải được xử lý nhanh chóng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý tại các trụ sở cơ quan làm việc phải thực hiện nghiêm 5K. Yêu cầu Sở Y tế quan tâm đến tiến độ trả kết quả xét nghiệm COVID-19. Trang 7 báo Sài Gòn Giải Phóng số ra sáng nay ghi nhanh yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc nghiên cứu mở rộng mô hình bán luân phiên tại các chợ truyền thống mà quận 8 đang áp dụng. Cụ thể, chợ sẽ sắp xếp các tiểu thương để hộ này bán hộ kia nghỉ và ngược lại. Đối với chợ đầu mối phải có phương án cụ thể, Sở Công Thương sẽ thảo luận với các quận huyện, trong đó có huyện Hóc Môn, quận 8, thành phố Thủ Đức, yêu cầu các hộ kinh doanh phải ký cam kết về thực hiện bộ tiêu chí an toàn. Theo chỉ thị 10, trường hợp không chấp hành nghiêm quy định bộ tiêu chí an toàn phải tạm dừng hoạt động. Thời điểm này, bên cạnh các khuyến cáo về chống dịch thì vaccine chính là mối quan tâm lớn nhất đối với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm qua, Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tính từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 95.000 mũi. Trong 3 ngày gần đây, 22, 23, 24 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh có 438.502 lượt người đến tiêm. Sau khám sàng lọc, có hơn 40.412 người tạm hoãn do nhiều nguyên nhân như cao huyết áp, tâm lý rối loạn và một số trường hợp khác sau khi bác sĩ sàng lọc. Sau khi hoàn tất, những người này sẽ được sàng lọc lần nữa để được tiêm vét. Thứ bảy, chúng ta cơ bản hoàn tất 800.000. Phải nói là chúng ta đạt được cái kỳ vọng đúng như cái dự đoán đối với các đội tiêm ở các đơn vị cử người đến để mà quản lý người của mình đến tiêm theo cái khung giờ. Theo khung giờ thì chúng ta biết công suất hết rồi, một đội tiêm thì một giờ là 25 người để một đội tiêm, thì từ đó các công ty chúng ta cũng sắp xếp nếu công ty mình ở đây tiêm được bao nhiêu đội thì chúng ta chia ra như vậy. Chính xác. Nhiệm vụ tiên quyết của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là hoàn tất công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày qua đã rất là khẩn trương triển khai cái đợt tiêm vaccine lịch sự này. Thành phố cũng được sự hỗ trợ rất là lớn của các lực lượng y tế trung ương đặt trên địa bàn thành phố. Riêng ngày hôm qua thì lực lượng này đã bổ sung thêm vào trong cái lực lượng thực hiện cái công tác tiêm vaccine đợt này là hơn 200 bác sĩ, và ngoài ra thì một số rất đông các sinh viên của các trường y cũng đã tham gia vào các khâu. Nhờ vậy thì tốc độ đã được tăng lên đáng kể và chúng tôi đang đặt mục tiêu là đến hết ngày thứ bảy thì cơ bản sẽ xong những cái đối tượng chính cho cái đợt này. Đối tượng ưu tiên đợt này được thực hiện theo nghị định 21. Trong các đợt phân bổ tiếp theo, những trường hợp còn lại cũng sẽ được tiêm chủng. Việc thần tốc hoàn thành kế hoạch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh có thêm nhiều kinh nghiệm để tổ chức các đợt tiêm chủng lớn tiếp theo. Được biết, ngay trong tuần sau, 1 triệu liều vaccine AstraZeneca từ Nhật cũng sẽ được chuyển về Việt Nam, kịp thời đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng. Dự kiến ngày 30 tháng 6, tức là vào thứ Tư tuần sau, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh để quyết định có tiếp tục giãn cách xã hội hay không. Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế thành phố đang lên kế hoạch ứng phó 7.000 ca bệnh và 10.000 ca bệnh.
Khi đó thì bệnh viện sẽ phân bổ bệnh nhân dựa theo cấp độ nhiễm bệnh. Trường hợp bệnh nhẹ không có triệu chứng thì tập trung lại một nơi như khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Bệnh nhân nặng sẽ chuyển về các bệnh viện là bệnh viện nhiệt đới, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Trưng Vương và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Nếu như bạn tiêm vaccine, bạn sẽ an toàn. Đó là lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục tiêm vaccine. Tại Mỹ, tốc độ tiêm vaccine đang chậm lại, có thể làm ảnh hưởng đến mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7. Tổng thống Biden phát biểu trong một buổi gặp mặt với người dân ở bang North Carolina. Hiện nay, biến chủng Delta rất nguy hiểm. Tiêm vaccine đầy đủ là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân bạn. Tại Mỹ, đến nay, đã có hơn 150 triệu người tiêm chủng đầy đủ. Hãy cứ thực hiện nó, hãy đi chích ngừa. Đến nay, mặc cho những phần thưởng lớn như quay số trúng 1 triệu đô la Mỹ, nhiều thanh niên từ 18 đến 26 tuổi vẫn từ chối tiêm ngừa. Với tốc độ chậm chạp này, Mỹ không thể đạt mục tiêu 70% người trưởng thành tiêm ít nhất một mũi trước ngày Quốc khánh 4 tháng 7 để đạt miễn dịch cộng đồng. Trước đó, hãng tin AP phân tích dữ liệu của chính phủ Mỹ từ tháng 5 cho thấy, gần như các ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ hiện nay đều là những người chưa tiêm chủng. Truyền hình nhà nước Iran ngày 25 tháng 6 đưa tin Đại giáo chủ Ali Khamenei đã được tiêm liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên, Coviran Barakat, do một tập đoàn thuộc nhà nước Iran phát triển. Đại giáo chủ Khamenei gọi việc phát triển vaccine Coviran Barakat là một niềm tự hào quốc gia. Hồi tháng 1 năm nay, ông Khamenei đã cấm các quan chức y tế Iran nhập khẩu các vaccine được làm từ Mỹ và Anh. Coviran Barakat được tiến hành thử nghiệm trên người vào tháng 12 năm ngoái, được cấp phép sử dụng khẩn cấp hồi giữa tháng này và dự kiến sẽ được tiêm quy mô lớn trong vài tuần tới. Iran với dân số 83 triệu, đến nay đã ghi nhận hơn 83.500 trường hợp tử vong do COVID-19, cao nhất tại Trung Đông. Hãng Reuters vừa đưa tin, hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng từng tham gia vào quá trình xác định virus SARS-CoV-2 năm 2019 đã cảnh báo một dịch bệnh khác liên quan đến cúm gia cầm H5N8 có thể trở thành đại dịch tiếp theo. Phỏng vấn hai nhà khoa học có tên George Fu Gao, Tổng Giám đốc Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, và Weifeng Shiwu, người đứng đầu phòng thí nghiệm về các bệnh truyền nhiễm mới ở các trường đại học ở Sơn Đông, vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học Science. Trong bài phỏng vấn, các nhà khoa học cho biết virus H5N8 phát hiện trên 7 nông dân ở thành phố Astrakhan của Nga. 7 người này không có triệu chứng, nhưng các nhà khoa học khẳng định virus H5N8 có những đột biến đáng lo ngại trên cơ thể con người. Cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm do các chủng virus cúm gây ra. Sự lây truyền virus xảy ra khi nạn nhân tiếp xúc gần với động vật bị nhiễm bệnh. Triệu chứng trên người là sốt, ho, đau họng, tiêu chảy, đau cơ, nôn mửa, thay đổi về thần kinh hoặc các bệnh nghiêm trọng về hô hấp. Hai nhà khoa học Trung Quốc đã khuyến nghị giám sát kỹ các trang trại, nhà máy và tăng cường biện pháp bảo vệ để tránh lây nhiễm. Thời gian qua, Trung Quốc đã liên tục đạt được nhiều thành công trong công nghệ vũ trụ. Từ chỗ không được tham gia trạm vũ trụ quốc tế ISS, Trung Quốc đã xây dựng được trạm vũ trụ của riêng mình. Những bước tiến nhanh chóng của Trung Quốc hứa hẹn mở ra một chương mới trong cuộc chạy đua ngoài không gian vốn chỉ diễn ra giữa Mỹ và Nga, Liên Xô cũ. Đó cũng là nội dung của chương trình Nhìn ra thế giới ngày hôm nay. Luật pháp Mỹ cấm NASA hợp tác với các phi hành gia Trung Quốc vì nguy cơ gián điệp. Do đó, trong suốt hơn 20 năm qua, kể từ khi trạm vũ trụ quốc tế ISS đi vào hoạt động, Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị tham gia nhưng vẫn phải đứng ngoài dự án quốc tế khổng lồ này vì bị Mỹ từ chối. Nhận thức được tình thế của mình, Trung Quốc đã quyết tâm tự phát triển ngành công nghệ vũ trụ với những mục tiêu đầy tham vọng và đang từng bước hiện thực hóa chúng. Tháng 4 vừa qua, Trung Quốc đã phóng thành công mô đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung, nơi cư trú và làm việc cho các phi hành gia. Một tháng sau đó, nước này tiếp tục phóng thêm tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu 2 mang theo thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu khác cho các phi hành gia trên trạm vũ trụ này. Đến ngày 17 tháng 6, Trung Quốc đã phóng thành công tàu Thần Châu 12 bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 2F từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tử Tuyền đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Thành công này đánh dấu một bước tiến lớn trong cuộc đua chinh phục không gian của Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên nước này thực hiện thành công sứ mệnh đưa người lên vũ trụ kể từ năm 2016 và là sứ mệnh dài nhất, khoảng 3 tháng. Các nhiệm vụ trước đây chỉ kéo dài tối đa 1 tháng. Dự kiến đến năm 2022, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc xây dựng và đưa vào vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung nặng 100 tấn và có không gian tối đa cho 3 nhà khoa học làm việc lâu dài. Trong kế hoạch này, Trung Quốc sẽ phải thực hiện 11 nhiệm vụ phóng trong năm nay và năm sau. Riêng năm nay đã có 3 sứ mệnh được hoàn thành. Tiếp theo Thần Châu 12, tàu chở hàng Thiên Châu 3 và tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 13 dự kiến sẽ được phóng vào tháng 9 và tháng 10 năm 2021. 3 phi hành gia khác được thay thế sau đó sẽ bắt đầu 6 tháng làm việc tại khoang lõi Thiên Hòa trên quỹ đạo. Sau 5 nhiệm vụ phóng trong năm 2021, Trung Quốc dự kiến có thêm 6 nhiệm vụ khác, bao gồm phóng 2 khoang thí nghiệm Vấn Thiên và Mộng Thiên, 2 tàu chở hàng và 2 tàu vũ trụ có người lái vào năm 2022 để hoàn thành việc xây dựng trạm vũ trụ Thiên Cung. Trong chiến lược phát triển công nghệ không gian, bên cạnh việc xây trạm vũ trụ, Trung Quốc còn đẩy mạnh thám hiểm các thực thể trong hệ mặt trời với tính hệ thống rất cao. Tháng 5 vừa qua, tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đã đáp thành công xuống phía nam sao Hỏa và triển khai robot thám hiểm Trúc Dung. Sự kiện này đã đánh dấu việc Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới đưa tàu hạ cánh xuống sao Hỏa sau Nga và Mỹ. Trước đó, vào tháng 12 năm 2020, tàu vũ trụ thường Nga 5 đã lần đầu tiên mang về cho Trung Quốc các mẫu đất trên mặt trăng. Đây cũng là mẫu đất mới nhất của thế giới từ mặt trăng kể từ những năm 1970. Trung Quốc cũng dự định đưa các phi hành gia nước này lên mặt trăng và xây dựng một cơ sở nghiên cứu tại đây. Từ nay đến khoảng năm 2030, Trung Quốc sẽ tiếp tục tiến hành thăm dò các tiểu thiên thể, thu thập mẫu vật trên sao Hỏa và mang về trái đất, cùng các sứ mệnh liên quan đến sao Mộc và thám hiểm giữa các hành tinh. Những thành công của Trung Quốc đã đưa nước này dần trở thành một cường quốc không gian mới, mở ra một chương mới trong cuộc chạy đua vào vũ trụ. Trong khi đó, sau nhiều năm hứa hẹn và hợp tác hạn chế, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu vạch ra kế hoạch đầy tham vọng cho các sứ mệnh cạnh tranh trực tiếp với Mỹ và các đối tác của nền kinh tế số 1 thế giới, mở ra kỷ nguyên cạnh tranh không gian khốc liệt chẳng kém giai đoạn đầu. Ông Alexander Gabuev, thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Carnegie Moscow của Nga, cho biết Trung Quốc có chương trình đầy tham vọng, có các nguồn lực phù hợp để thực hiện. Trong khi đó, Nga, dù đang bị Mỹ vượt mặt, thì vẫn là một cường quốc không gian đáng tin cậy. Trung Quốc và Nga đang hợp tác thực hiện sứ mệnh robot đến một tiểu hành tinh vào năm 2024. Hai nước cũng đang phối hợp trong một loạt sứ mệnh trên mặt trăng nhằm xây dựng một cơ sở nghiên cứu lâu dài ở vùng cực nam của mặt trăng vào năm 2030. Gần đây nhất, ngày 22 tháng 6, tại Hội nghị Khám phá Không gian Toàn cầu ở thành phố Saint Petersburg, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Rogozin cho biết Nga đã bắt đầu thảo luận với Trung Quốc về việc phóng tàu chở người lên trạm Thiên Cung. Ngoài Nga, Trung Quốc cũng sẵn sàng hợp tác với các quốc gia và tổ chức khác trong bối cảnh trạm ISS có thể sẽ ngừng hoạt động sau năm 2024, biến trạm Thiên Cung trở thành trạm không gian duy nhất của thế giới. Theo một thỏa thuận vào năm 2015 giữa Trung Quốc và Cơ quan Vũ trụ châu Âu, 3 phi hành gia từ Đức, Pháp và Italia đang được huấn luyện tại Trung Quốc để lên trạm Thiên Cung vào năm 2022. Bên cạnh đó, từ năm 2018 đến nay, Trung Quốc cũng thông báo nhiều dự án hợp tác quốc tế với 9 thí nghiệm khoa học từ 17 quốc gia sẽ được tiến hành tại trạm không gian của nước này. Có thể nói, việc Trung Quốc đưa người lên sinh sống và làm việc trong không gian sẽ mang lại nhiều lợi ích về khoa học, kinh tế, xã hội, thậm chí là những lợi ích lâu dài về mặt chính trị và quân sự cho nước này trong tương lai. Trong khi đó, các dự án hợp tác quốc tế sẽ giúp Bắc Kinh nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trên thế giới. Trở lại với những thông tin trong nước, thưa quý vị, những ngày qua khi phát hiện các ca nhiễm tại chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan chức năng đã nhanh chóng lập tức triển khai các kịch bản khẩn cấp đảm bảo không để đứt gãy chuỗi lưu thông hàng hóa qua chợ. Công tác truy vết hiện đã được tiến hành nhanh và trọng tâm, cố gắng không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên HTV. Mỗi đêm, chợ đầu mối Hóc Môn có khoảng 10.000 lượt người ra vào. Suốt 3 tuần qua, Ban quản lý chợ phối hợp phòng y tế huyện tổ chức lấy mẫu từ các tài xế vào chợ. Các tiểu thương cũng được yêu cầu phải ghi lại thông tin khách hàng đến mua để việc kiểm soát được chặt chẽ hơn. Công ty ra điều kiện làm sao thì mình tuân thủ theo vậy đó, để phòng tránh cho mình và cho người. Bản thân của mình thì buôn bán thì coi như hàng hóa thì nghiêm túc,
rồi là khách hàng đến cũng phải là khẩu trang đầy đủ rồi. Chúng tôi thành lập 3 đội phản ứng nhanh, rồi thực hiện đi kiểm tra phối hợp với cơ quan chức năng sẽ xử phạt những trường hợp như không đeo khẩu trang, không trang bị nước sát khuẩn, xà phòng sát khuẩn tại nơi điểm kinh doanh. So với chợ đầu mối Hóc Môn thì chợ đầu mối Bình Điền có số lượng người ra vào nhiều gấp đôi, nghĩa là hơn 20.000 người mỗi đêm. Tại đây có 3 chốt vừa được lập ra dành cho ô tô và xe máy đi riêng. Tất cả người ra vào đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Trong vài ngày tới thì chúng tôi sẽ tăng cường thêm nhân lực để hỗ trợ rồi cho những người dân vào chợ cái thao tác được nhanh hơn, giữ được cái khoảng cách. Ba khu chợ đầu mối của thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tiếp nhận và cung cấp hơn 7.000 tấn rau quả, thực phẩm tươi sống, đáp ứng 70% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Sở Công Thương thành phố cũng đã đưa ra nhiều kịch bản, tuyệt đối không để đứt gãy hoạt động lưu thông, cung ứng hàng hóa. Chúng tôi sẽ tổ chức các cái phương án để hỗ trợ trực tiếp là từ nơi nuôi trồng đến trực tiếp hệ thống phân phối không qua chợ đầu mối, hoặc là tổ chức các cái phương án thay thế về các địa điểm kinh doanh. Hiện nay, thành phố vẫn đảm bảo hàng hóa thiết yếu sẽ được cung ứng đầy đủ, kịp thời đến tay người dân. Nhiều mặt hàng được giảm giá sâu, việc cung ứng trực tuyến và giao hàng tận nơi cũng được nhiều hệ thống đẩy mạnh. Có thể thấy khi dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó lường thì những kịch bản sống chung với dịch bệnh sẽ ngày càng phát huy hiệu quả. Muốn làm được điều đó thì chúng ta cần cơ chế thông tin cập nhật thông suốt và thống nhất. Mới đây thì đề án Tri thức Việt số hóa vừa cho ra mắt bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 trên website antoan.covid.vn. Hiện bản đồ đã cập nhật dữ liệu trên toàn quốc. Khi mở bản đồ trên trang nguycơ.antoancovid.vn, người dùng có thể cập nhật thông tin chuỗi lây nhiễm, các cơ sở cách ly tập trung, cách ly y tế, các địa bàn đang phong tỏa tạm thời, từ đó chọn lộ trình di chuyển phù hợp. Ngày thì tôi luôn cập nhật những thông tin liên quan đến dịch bệnh qua những trang mạng, những trang báo điện tử. Tuy nhiên là những cái số liệu này thì rất là chung chung. Rất là may mắn là đã có bản đồ COVID map. Tôi cảm nhận thì cái ứng dụng này đã mang đến rất là nhiều lợi ích đối với người dân. Người ta có thể theo dõi lịch trình của các bệnh nhân, rồi là có thể nắm được những cái điểm trong diện cảnh báo. Để làm sao ấy, khi mà có dịch xảy ra chúng ta đáp ứng một cách hợp lý nhất, không bị cái việc là không đáp ứng tới mức, nghĩa là có dịch rất nguy cơ cao rồi mà không triển khai các biện pháp thích ứng để mà phòng chống dịch. Nói về bức tranh sống chung với dịch bệnh trong những ngày qua, chắc chắn không thể thiếu các chuyến xe nghĩa tình, nối nhau chở hàng hóa cung cấp cho các khu cách ly, khu phong tỏa, giúp đỡ cho đồng bào. Phóng viên HTV đã cùng tham gia một chuyến xe như vậy của Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh để ghi nhận và lan tỏa tình người ấm áp của những chuyến hàng mà tất cả đều miễn phí. Quý vị, đây là chuyến hàng thứ tư của chuyến xe nghĩa tình do Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với mong muốn là cùng hỗ trợ cũng như là san sẻ đối với những bà con đang thực hiện việc cách ly tại các khu phong tỏa cũng như là đang thực hiện việc cách ly tập trung trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhu yếu phẩm bao gồm vật tư y tế, giường, gạo và hơn 1 tấn rau củ quả đã được chuyển đến các hộ dân tại khu cách ly, khu phong tỏa trên địa bàn quận 1, quận Bình Thạnh, Gò Vấp và thành phố Thủ Đức với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ thành phố sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ cho các bệnh viện được chuyển công năng điều trị COVID-19 và các khu cách ly tập trung của các quận huyện. Dự kiến là sẽ tổ chức trong đầu tuần sau. Chuyến xe nghĩa tình đã phân bổ các hàng hóa, nhu yếu phẩm với giá trị từ 27 triệu đồng đến 75 triệu đồng cho mỗi khu vực, tùy theo tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh, trợ giúp người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các khu vực bị phong tỏa, cách ly, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo, sẽ chia trách nhiệm với cộng đồng xã hội.
Thông tin cập nhật thưa quý vị, bản tin sáng nay của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có thêm 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó có Bắc Giang 5 ca, Tây Ninh 5 ca, Long An 2 ca và Thái Bình 1 ca. Bộ Y tế yêu cầu người dân, kể cả người đã tiêm vaccine, vẫn tiếp tục tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5 ca, bảo vệ cho bản thân và cộng đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần an toàn và nhiều ý nghĩa bên người thân. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.